Xin mến chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã xem kênh Tin Sời. Hãng xe Suzuki vừa ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu xe Maruti Swift có giá chỉ 161 triệu đồng với đầy đủ phiên bản tùy chọn máy xăng hoặc máy dầu dành riêng cho thị trường Ấn Độ, khiến nhiều khách hàng Việt không khỏi ghen tị bởi vì nếu có mặt ở Việt Nam, loại xe này phải có giá đắt hơn gấp 3 lần. Liên doanh Suzuki và Maruti vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt của mẫu xe giá rẻ Maruti Swift với tên gọi là Special Edition dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Maruti Swift 2018 Special Edition có thêm một số tính năng mới ngoài những tính năng sẵn có trên biến thể LXI và LDI. Về ngoại thất, mẫu ô tô mới sẽ nổi bật hơn hẳn với màu đỏ làm chủ đạo, trong khi bộ la răng và bộ lưới tản nhiệt của xe sử dụng nước sơn đen bóng. Ở bên trong, xe được nâng cấp nhiều chi tiết gồm có dàn âm thanh 1 zin hỗ trợ Bluetooth với hai loa trước, cửa kính chỉnh điện cho hàng ghế trước, khóa, cửa trung tâm và cảm biến đỗ lùi. Về khả năng vận hành, Maruti Swift Special Edition bán tại thị trường Ấn Độ với hai tùy chọn động cơ gồm động cơ xăng K12M 1,2 lít 4 xi lanh công suất 81,8 mã lực, mô men xoắn cực đại 113 Nm và động cơ máy dầu tăng áp DDIS4 1,3 lít 4 xi lanh công suất 74 mã lực, mô men xoắn cực đại 190 Nm. Cả hai đều đi kèm một số sàn 5 cấp tiêu chuẩn. Maruti Swift là mẫu xe rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ. Trong tháng 6 năm 2018 đã có 18.171 xe Swift được bàn giao tới các khách hàng, tăng 84% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 6 năm 2017 có 9.902 xe được bán ra. Hiện, Maruti Swift 2018 thế hệ mới được bán với giá từ 161 tới 283 triệu đồng tại thị trường Ấn Độ. Ở Ấn Độ, ngoài Swift, hãng Suzuki còn có một số mẫu xe giá rẻ khác được thị trường rất ưa chuộng. Mới đây, phiên bản nâng cấp của mẫu xe sedan cỡ B Maruti CS 2018 chính thức ra mắt người Ấn Độ với giá bán chỉ 270 triệu đồng. Cách đây không lâu, phiên bản đặc biệt của mẫu xe sedan giá rẻ Defender cũng vừa được trình làng tại thị trường Ấn Độ với giá 187 triệu đồng, chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 4 năm 2017. Maruti Defender luôn nằm trong danh sách xe bán chạy nhất tại thị trường đông dân nhất thế giới này. Một mẫu xe khác của mẫu Maruti Suzuki cũng rất được ưa chuộng tại Ấn Độ là mẫu SUV cỡ nhỏ Vitara Brezza vì có giá siêu rẻ chỉ 231 triệu đồng, được tung ra sau kỳ triển lãm Auto Expo 2016. Suzuki Vitara Brezza đã trở thành chiếc SUV bán chạy nhất tại thị trường Ấn Độ trong nhiều tháng gần đây. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh cũng như hãy nhấn đăng ký kênh Tin Rơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin sớm mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin sớm mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.